Thưa bác sĩ, để có thể có được chiều cao vượt trội khi trưởng thành thì không biết là trẻ nên bổ sung những cái dưỡng chất như thế nào ạ? Vâng, rất là nhiều cái công trình nghiên cứu thì người ta đã chứng minh rằng là cái vai trò của dinh dưỡng đối với phát triển chiều cao, và đặc biệt trong cái chế độ dinh dưỡng thì cái quan trọng nhất là bổ sung đủ chất đạm, bổ sung đủ năng lượng, và quan trọng nhất là những cái vi chất dinh dưỡng, nó liên quan rất nhiều đến vấn đề phát triển chiều cao. Và cái nguyên nhân trẻ em thấp còi ở trẻ em Việt Nam của chúng ta thì chủ yếu là nguyên nhân thiếu các cái vi chất dinh dưỡng. Vậy thì những cái vi chất dinh dưỡng nào mà quan trọng nhất ảnh hưởng đến cái việc phát triển chiều cao của trẻ thì đó là vitamin D, đó là canxi, đó là MK7 và rất là nhiều những cái dưỡng chất khác, ví dụ như kẽm, sắt, magie, mangan, boron, silic vân vân, DHA. Nói chung là rất là nhiều cái yếu tố, nhưng mà có lẽ là ba cái mà quan trọng nhất đó chính là canxi, vitamin D3 và MK7. Đấy là những cái vi chất dinh dưỡng rất là quan trọng để giúp cho trẻ phát triển chiều cao, và tôi nghĩ là muốn cho con cao lớn sau này thì cái việc mà bổ sung đầy đủ cho con những cái vi chất dinh dưỡng đó là một điều vô cùng quan trọng. À, vâng ạ, Ngọc Mai thì cũng được nghe khá nhiều đến những dưỡng chất mà bác sĩ vừa chia sẻ, đó là canxi, vitamin D3 hay là MK7. Vậy thì bác sĩ có thể giải thích cụ thể hơn ạ, tại sao cái bộ ba này lại có thể giúp trẻ phát triển chiều cao nhanh ạ? Vâng, thì cũng trên cái phương tiện thông tin thì thực ra thì cái vấn đề này cũng đã được nói nhắc đến rất là nhiều lần rồi. Thế nhưng mà tôi cũng xin giải thích lại để cho các quý vị nào nếu mà chúng ta chưa có cơ hội nghe thì chúng ta có thể nghe lại là như thế này. Thì khi nói đến chiều cao thì tôi nghĩ là hầu hết các bậc phụ huynh của chúng ta đều nghĩ ngay đến cái việc là bổ sung canxi cho con. Đấy. Thế nhưng mà cái việc mà chúng ta bổ sung canxi không đúng cách hoặc là không phối hợp thêm những cái dưỡng chất khác thì nhiều khi cũng không có tác dụng. Thế thì vậy tại sao chúng ta lại phải bổ sung đồng thời cái bộ ba canxi, vitamin D3 và MK7? Thì chúng ta đều biết là canxi thì muốn hấp thu được vào trong cơ thể thì phải nhờ có vitamin D3. Nếu như không có vitamin D3 thì canxi uống vào cũng không được hấp thu vào trong máu của chúng ta. Thế nhưng mà khi canxi được hấp thu vào trong máu rồi thì nó lại canxi cũng không tự chạy được đến xương, không tự chạy được đến răng, hoặc là nó phải nhờ qua một cái protein vận chuyển canxi. Và cái protein vận chuyển canxi này nó có tên là osteocalcin, nó nằm ở trong cái tế bào của tủy cốt bào, tức là tế bào tạo xương. Thế thì bình thường nó ở cái thể là không hoạt động, tức là nó không thể chuyên chở canxi đến xương được, thì nó phải nhờ sự kích hoạt của một cái chất gọi là MK7, chính là vitamin K2 có nguồn gốc từ thiên nhiên. Và MK7 chính là cái chất người ta ví như là một cái chất dẫn đường đưa canxi đến nơi cơ thể của chúng ta cần, và đồng thời là đưa canxi ra khỏi những nơi cơ thể của chúng ta không cần. Nếu như chúng ta bổ sung đồng thời có cả vitamin D3, canxi và MK7 thì chúng ta cũng không lo sợ thừa canxi, bởi vì thừa canxi cũng không phải là tốt. Thừa canxi thì có thể gây cái hiện tượng ví dụ như có thể gây sỏi thận ở hệ tiết niệu, hay là nó tích tụy ở các cái mạch máu, có thể gây sơ hóa, vôi hóa mạch máu, hay là vôi hóa các mô mềm. Đấy, thế là cái điều mà chúng ta không ai mong muốn cả. Thế chính vì vậy cho nên là nhờ có MK7 là cái chất kích hoạt cái protein vận chuyển canxi, và tổng thứ hai là nó lại dẫn đưa canxi đến những nơi cơ thể của chúng ta không cần, và đưa canxi ra khỏi cơ thể của chúng ta không cần. Thế thì vậy thì đấy là những cái chất. Thế vậy thì canxi thì chúng ta ai cũng biết rồi, vitamin D3, vitamin D chúng ta biết rồi. Vitamin D thì có một điều các quý vị nên nhớ là trong thức ăn thì lại có rất ít vitamin D, nhưng mà nếu như trẻ thường xuyên được tắm nắng, được phơi nắng ở ngoài trời, hay ngay cả chúng ta người lớn vận động được ngoài trời nhiều hơn thì tự cơ thể của chúng ta cũng có thể tổng hợp được vitamin D. Nhưng mà riêng có cái MK7 thì cũng có ở trong thức ăn, thế nhưng mà cái thức ăn mà chúng ta ăn hàng ngày thì không phải là nhiều. Đấy, không phải là nhiều. Đây là một cái loại vitamin K có nguồn gốc từ thiên nhiên, mà nó có nhiều nhất ở trong cái món ăn là trong cái loại đậu tương, nhưng mà đặc biệt là phải là đậu tương lên men, mà chúng ta thấy một cái món ăn rất nổi tiếng của người Nhật Bản đó là món ăn natto, tức là đậu tương lên men.